Đừng phải muốt lên này. Bộ nó nhìn kinh ấy. Nhìn đậm. Sau cái đấu nó vẫn không mở nó. Con đấy nó còn năng xăng rồi. Mà nó rất hợp với lồng thái luôn. Cho nên tại sao anh thích chơi lồng thái mà nó lăng xăng. Con này như con quỷ mẹ thấy mặt đầu bé bụng to mà đầu bé mẹ hầu to màu bự.